Tập 6. Ôi, nói lại đi. Đây là hình phạt, không phải giết người. Theo ý tôi, hay là bọn người góp chút tiền, tìm cho đại đội trưởng một người phụ nữ xấu xí nhất thế giới, rồi nhốt họ lại với nhau, làm cho đại đội trưởng sụp đổ. Lý Bưu này, những cái đầu gai này trước đây có phải là quỷ không? Cách tra tấn tàn nhẫn này, sao lại bờ miệng ra? Tiểu Ngư, tôi nhớ cậu rồi. Lần sau sẽ tìm cho bạn một thiên hạ, người phụ nữ xấu xí nhất, hãy để bạn tận hưởng. Thôi nào, đại đội trưởng, chỉ đùa với họ thôi. Đừng nghiêm túc, đừng nghiêm túc. Vâng, tôi đã nghiêm túc rồi. Ha ha, Tô Tiểu Ngư, bạn đang đau khổ, hãy tận hưởng nhé. Nhớ thông báo cho anh trai cả đời. Đến lúc đó tôi sẽ chụp ảnh cho các bạn, để bạn nhớ lại sau này. Tôi sẽ cho các anh một phút. Tốc độ thương lượng một điều kiện mong muốn. Nếu không, ưu đãi này cho bạn sẽ bị hủy bỏ. Chúng ta lại bàn chuyện Lâm Trường. Các anh em, không có nhiều cơ hội như vậy. Chúng ta phải vì lợi ích của chính mình. Trừng phạt đại đội trưởng cho chúng tôi chỉ là nghiện cảm giác thôi, nhưng không phải là một lợi ích thiết thực. Vì vậy, tôi nghĩ, để có được một số lợi ích thiết thực cho chúng tôi, ví dụ như hủy buổi tập buổi sáng và buổi tối, bữa ăn trong nhà ăn, hoặc tăng thời gian nghỉ trưa, năm. Các anh em nghĩ sao? Tuyệt vời, đẹp trai. Của nhiên một đao nhìn thấy thạch. Đó là một quyết định vui vẻ. Nghĩ xem, ngủ trưa có thể ngủ 3 tiếng, mơ cũng có thể cười tỉnh. Anh đẹp trai đó, chúng tôi cụ thể xác định ưu đãi nào tốt? Hãy làm lính. Đào tạo là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, nếu rèn luyện được một thân thể tốt, đây là lợi ích thiết thực cho mọi người. Không nói gì khác, sau này nghỉ hưu, trong xã hội đánh nhau cũng có thể đánh thêm vài người. Vì vậy, tôi nghĩ, đang tăng thời gian nghỉ trưa và bữa ăn trong căng tin, chọn một cái đi. Nhà ăn đẹp trai thêm bữa ăn hình như không được lắm phải không? Ngay cả tiền ăn cho mỗi bữa ăn cũng cố định. Cái này không sao, miễn là họ đồng ý. Tiền ăn thêm tôi trả rồi. Khe chứa hương thơm, bạn chắc chắn rồi. Đây là một khoản tiền lớn. Một người một bữa thêm 100 tệ. Một ngày là 30.000 tệ. Một tháng là 900.000. Chỉ 900.000 thôi, đồng thuê treo răng. Khi tôi không vào quân đội, tiền tiêu vặt một tháng là hàng triệu. Ghen tị với người chết. Khi chưa vào quân đội, tiền tiêu vặt một tháng của tôi chỉ có 800 tệ. Tiền tiêu vặt một tháng hàng triệu. Khốn kiếp. Thất bại, tôi phải thất bại. Không thất bại, không phải là lãng phí tài năng kiếm tiền của cha mẹ sao? Mẹ mở cửa cho mẹ. Tuyệt vời, về nhà rồi. Thôi nào các anh em, điều này thật tuyệt vời. Các người không biết, trước khi vào quân đội, bạn bè xung quanh tôi đều biết. Tôi có một câu nói nổi tiếng. Một ngày không tốn 50.000, tôi cảm thấy khó chịu. Đây đều là tiền nhỏ. Tôi đã từng cho một người dẫn chương trình yêu thích một đêm. Nó có giá 8 triệu. Tội ác. Trải cho người dẫn chương trình 8 triệu. Nếu Hàn Tương đồng ý, vậy chúng ta chọn nhà ăn thêm cơm đi. Mọi người cảm thấy thế nào? Cả hai tay đồng ý. Đại đội trưởng, chúng tôi quyết định rồi. Điều kiện của chúng tôi là nhà ăn thêm đồ ăn. Chi phí chúng tôi tự trả. Chỉ cần đại đội trưởng chào hỏi trung đoàn là được. Mê mâng, chỉ có vậy thôi. Được rồi, tôi đồng ý với yêu cầu của anh. Vậy bây giờ các bạn đi trang trí 8 trận đi. Làm xong rồi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi. Lâm Trường, người cứ chờ thua đi. Đúng rồi, đại đội trưởng, nói với bạn. Trước khi nhập ngũ, tôi đã ở đội bắn súng Long Quốc. Chỉ vì thế vận hội kết thúc quá chán, đây mới đến làm lính. Chỉ huy, mục tiêu quá lớn. Mục tiêu khinh bỉ, dùng cái này đi. Đánh diêm ở độ cao 100 mét.
Anh chàng đẹp trai, bạn có chắc là thao tác này không? Tất nhiên rồi. Các anh em, đối với một trong những tay thiện xạ giỏi nhất, có thể làm được. Thật không may, tôi cũng có thể làm được. Mẹ mở cửa cho mẹ. Tuyệt vời, về nhà rồi. Lần này chúng ta không phải thắng sao? Trong trường hợp này, đừng nói đại đội trưởng, đó là bậc thầy của lực lượng đặc biệt. Không nhất thiết phải đánh được. Cười và chuẩn bị tiền nhỏ. Những ngày sau này của chúng ta thoải mái rồi, phải ăn thêm rồi. Các vị huynh đệ yên tâm. Tôi mỉm cười. Còn không đến mức vì ít tiền này mà thất tín. Sao rồi, đại đội trưởng, bạn có dám chấp nhận thử thách của chúng tôi không? Đánh một que diêm ở 100m với 98.000. Trương đẹp trai, cậu có chắc là muốn làm cái trò này không? Hưu chết thủy thủ còn chưa chắc chắn. Đại đội trưởng, bây giờ anh nói có dám không? Đại đội trưởng, không bằng anh trực tiếp nhận thua. Giảm như thế nào còn có thể tiết kiệm chút thời gian. Đại đội trưởng, anh có biết độ khó của cuộc thi này không? Không phải anh chưa từng chạm vào súng sao? Trận đấu này bạn không bằng. Lão Triệu, ta xem người có phải là không có trí nhớ dài không? Đừng quên hai người nợ tôi bữa cơm. Chuẩn bị sẵn sàng vào buổi tối, Manny. Tôi muốn ăn một bữa lớn. Này, đại đội trưởng, bạn yên tâm. Chúng tôi sẽ không bao giờ thất hứa. Trương Soái, thằng nhóc này xuất thân từ gia đình quân nhân. Tôi chắc chắn đã luyện tường một cách riêng tư. Đại đội trưởng, ông phải cẩn thận. Nếu không chúng ta lại đánh cược. Nếu tôi thua, vụ cá cược mà các anh đã thua tôi, cho dù hủy bỏ. Nếu tôi thắng, tối mai các người còn muốn mời ta ăn một bữa lớn nữa. Sao rồi? Tại sao chúng ta không đặt cược vào vụ mua bán thắng lợi này? Đánh bạn cũng vậy, ha ha. Đừng vui quá sớm. Trường Soái, tôi sẽ đồng ý với thách thức của anh. Con trai không hối tiếc. Đại đội trưởng của Nhiên rất khí phách. Chỉ vì tinh thần anh hùng của bạn, tôi cũng sẽ cho bạn một số lượt thích, chuyển tiếp và bình luận 666 đẹp trai, bạn cứ buông tay chân ra làm đi. Tôi tin anh. Dù sao trận đấu bình thường chúng tôi cũng không thể thắng được. Đại đội trưởng, cơ hội chiến thắng của loại thao tác này của bạn tăng lên rất nhiều. Anh đẹp trai, cứ thử đi. Ôi chúa ơi, trận đấu này đâu? Sao tôi không nhìn thấy? Xa quá không nhìn thấy. Đừng đánh nữa. Tôi tuyên bố từ bỏ. Huynh đệ đánh không trúng cũng đừng bỏ cuộc. Vui vẻ cũng được. Các anh em nói to cho tôi biết. Tôi đánh trúng quẻ diên chưa? Trúng rồi, đẹp trai. Chúa ơi, mạnh quá. Quả nhiên không hổ là dâu cửa. Chụp xong rồi. Đại đội trưởng, từ bỏ đi. Bây giờ nhận thua không đáng xấu hổ. Phải, đại đội trưởng. Bây giờ nhận thua không đáng xấu hổ. Găng, nếu tôi có thể sử dụng lực ma sát của viên đạn, thắp sáng quê diêm. Vậy ngươi nói trận đấu này ai thắng? Thiêu đạn đi. Không thể nào, đại đội trưởng, anh đùa tôi ạ. Đạn có thể đốt cháy một que diêm. Điều đó cần kiểm soát chính xác như thế nào? Nếu anh có thể đốt cháy viên đạn, tôi đi ngược. Ha ha ha, đại đội trưởng, bạn đang làm phim đây. Tưởng mình là thần súng. Đốt diêm. Tôi thấy bạn khó khăn với một điếu thuốc. Ha ha. Nếu tôi có thể đốt một que diêm, đương nhiên là đại đội trưởng thắng. Chỉ là đáng tiếc. Chỉ huy đại đội, ý tưởng này chỉ là một câu chuyện vụ ngôn. Không ai làm được. Không làm được. Đại đội trưởng, lãng phí thời gian. Đúng vậy, đại đội trưởng, đừng vô ích. Mày thua rồi. Vô ích. Lãng phí thời gian.
Ôi Chúa ơi! Một phép màu kinh khủng! Đại đội trưởng thực sự đã làm được. Da đầu tê. Ngay cả khi bạn đang làm hoạt hình điêu khắc cát, hiệu ứng đặc biệt này tôi cũng sẽ không thêm. Không ngờ trong đời, tôi thực sự có thể nhìn thấy một khẩu súng đốt cháy một que diêm. Chúa ơi, bạn có thể thắp một que diêm ở xa như vậy. Đại đội trưởng, tôi sai rồi. Tôi cũng vậy ha ha. Ông nội và lão Hoa đều từng nói với tôi, tôi có thể đánh một que diêm ở khoảng cách 100 mét. Chỉ dựa vào kỹ năng này thôi. Trong lực lượng đặc biệt, kỹ năng thiện xạ đều thuộc về hàng đầu. Tôi là thiên tài. Đại đội trưởng là siêu thiên tài. Trương Soái, anh có thể nhận thua. Cái này còn muốn hỏi sao? Đẹp trai đã thua rồi. Đại đội trưởng quá giỏi. Không phải người. Ông ta là một vị thần. Một kiếm đại đội trưởng lại thành không. 30 năm tới, thế giới thiện xạ sẽ bị thống trị tuyệt đối bởi đại đội trưởng. Lắc đi các bạn. Dám hỏi đại đội trưởng, tôi không biết, có thể luyện pháp súng đến trình độ của bạn không? Phải, đại đội trưởng, chúng tôi cũng muốn học. Không biết có thể dạy chúng tôi không? Đại đội trưởng thiện xạ nghịch thiên, võ công xuất sắc, hàng ngàn thế hệ, thống nhất giang hồ, tình yêu bất công, sức mạnh vô biên, tuyệt vời. Khói diêm. Cái này Tô Tiểu Ngư còn đúng là một người tài năng. Tô Tiểu Ngư đang ở đây. Đại đội trưởng bảo tôi làm gì? Ha ha. Tô Tiểu Ngư, tôi thấy bạn không có trí nhớ dài. Làm tôi như một tân binh. Thật đáng tiếc khi bạn không đi bán kim tự tháp. Đại đội trưởng tức giận nhé. Tôi ngưỡng mộ đại đội trưởng. Khẩu hiệu này của tôi đều là xuất phát từ đáy lòng. Với sự ngưỡng mộ và ngưỡng mộ vô tận. Phun ra, đại đội trưởng. Tôi biết trước đây đại đội trưởng từng nói, nếu lại hô khẩu hiệu thì trừng phạt nghiêm khắc. Bây giờ tôi tự phạt 5 km. 10 km là đại đội trưởng. Và chúc mừng người dẫn chương trình đã hoàn thành thử thách. Phần thưởng thành thạo và bằng sáng tạo thuốc một chai được phát triển bằng y học cổ truyền Trung Quốc có giá trị, có thể chữa lành vết thương trong thời gian ngắn. Trương Soái đến xem xét kỹ năng thiện xạ của bạn. Bây giờ tôi đặc biệt thăng chức cho bạn, đội phó của lớp duy nhất là đại đội trưởng. Báo cáo đại đội trưởng, có chuyện gì tôi muốn hỏi một chút. Đội phó có đặc quyền gì không? Ở công ty cũ, đừng nói lớp trưởng, ngay cả đại đội trưởng cũng không có đặc quyền gì. Chỉ là lớp trưởng của tôi thôi, tôi có thể cho các bạn một ngoại lệ. Trong thời gian làm phó giám đốc, mỗi tháng có thể phạm sai lầm 2 lần, cơ hội thoát án phạt. Nếu là lớp trưởng, mỗi tháng có thể có 5 cơ hội được miễn phạt. Là đại đội trưởng, như vậy những ngày tương lai có thể dễ dàng hơn nhiều. Muốn làm thì coi như trả lời tích cực có ích gì. Một trung đội trưởng đến bây giờ cất đồ đạc đi. Tiếp tục tập luyện thể chất với những cái đầu gai. Là chỉ huy đại đội thở thành công. Vương Thiên Ý, ngươi thật to gan. Tôi bảo anh đến đây để hồi phục. Ngươi dám trêu chọc quân y mỹ nữ. Đồng chí này, cơ thể anh vẫn ổn. Mời về ký túc xá sửa chữa, đừng sử dụng các nguồn lực y tế công cộng. Đẹp bác sĩ, tôi vẫn còn đau ở đây. Làm sao có thể rời đi? Nếu không tin, bạn có thể kiểm tra lại. Tất cả những người thụ hưởng trái tim của cha mẹ, chẳng lẽ bạn không thể thông cảm cho người nghèo của tôi được không? Bệnh nhân, cho bạn thêm 5 phút nữa. Ngươi lại vô lại như vậy. Tôi sẽ gọi trực tiếp cho đại đội trưởng. Hãy để anh ta tự mình đưa anh về, đại đội trưởng. Bác sĩ Lâm, tôi. Ngực tôi đau quá. Còn dám giả vờ. Bác sĩ Lin, tôi thực sự không nói dối bạn. Ngực tôi đau quá. Tân binh này luôn muốn trêu chọc tôi. Một từ rất khó chịu. Bác sĩ Lin, tôi không thở được. Cần hô hấp nhân tạo.
hô hấp nhân tạo. Vương Thiên Nhất, anh có gan không? Tôi bảo anh đến đây để hồi phục. Ngươi dám trêu chọc quân y mỹ nữ. Thảo nào Vương Thiên Nhất này không đỡ đi. Hóa ra phòng y tế này còn có một người đẹp lớn như vậy, bạn đừng bắt. Vương Thiên vừa đến. Ta hỏi người sức khỏe khôi phục rồi, sao còn không về đội? Báo cáo đại đội trưởng. Tôi đang muốn quay lại đây. Vừa rồi vô tình ngã xuống. Ha ha, tôi nhớ tận binh này. Hình như là cố ý ngã xuống. Thì ra là vậy. Trong trường hợp đó, vậy bây giờ anh hãy quay lại với tôi. Đúng lúc ngày mai phải tiến hành huấn luyện bắn súng. Bạn không được kéo xuống, để không cản trở công ty. Là đại đội trưởng. Chính là cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đừng lừa dối trẻ nghèo. Vương Thiên Y tôi cũng đầy tham vọng. Tôi đã thấy anh. Đã thấy tôi. Chẳng lẽ nói trước đây bác sĩ Lâm biết chính mình? Vâng. Vương Thiên Ý này sao lại lăn lộn trên mặt đất? Vương Thiên Ý, ngươi lại làm sao vậy? Đại đội trưởng, tôi vô tình bị ngã. Vẫn đang giả vờ cho tôi. Nhìn này, răng cửa của tôi sắp rụng rồi. Ngươi giỏi như vậy sao ta dám lừa dối ngươi? Đồ khốn nạn này của anh diễn thật giống. Bạn có 3 giây để chủ động đứng dậy và trở về đội. Nếu không tôi sẽ đá cậu về công ty lính mới. Không phải, đại đội trưởng, lần này là thật sự ngã xuống một cái. Hai, đừng. Đại đội trưởng, tôi thật sự là nói dối ngài, tôi tự chạy về luyện tập. Không hiểu, chả hiểu gì cả. Đứng lên, tất cả đều thể hiện cảm giác ưu việt và hài lòng. Nhớ tôi trước khi nhập ngũ, từng tưởng tượng, với kỹ năng thiện xạ tuyệt vời này, nghiền nát mọi thứ, thậm chí nghiền nát lực lượng đặc biệt. Chỉ là không ngờ, một tên chỉ huy đại đội tân binh đã đánh bại tôi. Cái gọi là cao mô kiến lâm, đi theo đại đội trưởng, nó chỉ làm cho thiện xạ của tôi tiến thêm một bước. Đi theo đại đội trưởng như vậy làm lính mới có tương lai. Mình gấu một cái, gấu một tổ. Chỉ có đi theo kẻ mạnh mới trở nên mạnh hơn. Tôi cũng vậy, ha ha. Ngoan ngoãn. Vương Thiên Ý này bị người ta đánh sao? Khóe chảy máu rõ ràng là bị nội thương sao? Xem ra lần này đại đội trưởng thật đấy. Tôi tự hỏi tại sao anh chàng này không có trí nhớ dài. Biết rõ đại đội trưởng là đại ma vương không thể trêu chọc. Gã này vẫn cứ dán lên bị đánh. Báo cáo tân binh Vương Thiên Nhất yêu cầu trở về đơn vị. Quay lại. Cho mọi người biết một tin tốt. Tin tốt gì vậy, đại đội trưởng? Xem xét mọi người đã làm rất tốt trong 2 ngày qua. Vậy, tôi quyết định ngày mai trong lớp huấn luyện bắn súng chọn thêm 5 người giỏi nhất làm đội phó, đồng thời chia mọi người thành 10 lớp. Và bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cho phó đội trưởng một số ưu đãi thực chất. Ví dụ chạy bộ có thể chạy ít hơn một chút, tư thế quân đội có thể đứng ít hơn một chút, chống đẩy có thể làm ít hơn một vài cái. Năm, tất nhiên, phó giám đốc cũng sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn, trách nhiệm của tân binh. Nếu các thành viên trong lớp, thành tích đào tạo, luôn không thể đạt được tiêu chuẩn trong thời gian quy định. Xin lỗi. Hình phạt của đội phó sẽ tăng gấp đôi. Wow, 5 phó giám đốc ở Chiết Giang. Vị trí phó giám đốc này chắc chắn có tôi. Tôi chôn sâu cũng sẽ có một chỗ. Muốn làm phó đội trưởng, kết quả vượt qua tôi trước đã. Vì lợi ích đáng kể, nói cái gì tôi cũng muốn làm phó đội trưởng. Tôi cũng vậy. Tô Tiểu Ngư, sao cậu lại ngồi đây một mình? Đại đội trưởng, không phải giờ tập luyện. Đừng sợ thế. Tại sao bạn nhớ nhà? Không phải thất tình. Không phải bị lừa. Cũng không, chuyện gì vậy?
Này, đại đội trưởng, đừng hỏi nữa. Bây giờ tôi đang rất phiền phức. Không, với tư cách là đại đội trưởng của anh, tôi không chỉ chịu trách nhiệm đào tạo của các bạn, quan tâm nhiều hơn đến việc xây dựng tinh thần của bạn. Bây giờ rõ ràng là có vấn đề với suy nghĩ của bạn. Cả người bơ phờ như một con cá chết. Bây giờ tôi ra lệnh cho bạn nói sự thật. Có lẽ tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề. Nhưng đại đội trưởng, nếu tôi nói ra, đừng phạt tôi. Tại sao phải phạt bạn? Cứ nói đi, yên tâm đi. Vậy thì tôi thua rồi, đại đội trưởng. Khóa của tôi, mất mật khẩu. Thay đổi lại không phải là được rồi sao? Không giống nhau, đại đội trưởng. Em biết không, chỉ huy, khi tôi cố gắng thay đổi mật khẩu, câu hỏi mật khẩu đầu tiên hỏi tôi, ước mơ của bạn là gì? Giấc mơ của tôi đột nhiên tỉnh dậy. Vì vậy, tôi đã điền vào tiền. Tôi đã điền vào xe limousine. Không, tôi điền phụ nữ. Vẫn không đúng. Rồi tôi khóc. Đại đội trưởng, tôi mới phát hiện ra, cái tôi mất không phải là mật khẩu. Đó là giấc mơ của tôi. Mơ thấy Tô Tiểu Ngữ đổi mật khẩu đi. Thậm chí còn thay đổi triết lý sống. Tô Tiểu Ngữ mơ ước mất đi không sao. Giờ anh là quân nhân, có thể có những giấc mơ mới. Nghĩa vụ của quân nhân là tuân theo mệnh lệnh để bảo vệ đất nước. Biết là cậu tập luyện tốt trong quân đội. Không đúng. Không đúng, Tô Tiểu Ngư. Bạn nói bạn vừa thay đổi mật khẩu khấu trừ. Phải, đại đội trưởng. Có chuyện gì vậy? Nói điện thoại của bạn lấy ở đâu? Báo cáo đại đội trưởng. Tôi không có điện thoại. Tôi vừa đến quán cà phê Internet của quân đội để sửa lại. Quán cà phê Internet hê. Nói dối cũng không biết soạn thảo. Quân đội lấy quán cà phê Internet ở đâu? Người nói người đến nhà nhị đại gia sửa lại ta cũng được. Cuối cùng vẫn là bất cần. Chuyện này em là nghiêm trọng hơn rồi. Đã muốn tìm kiếm tân binh từ lâu rồi. Thiết bị điện tử trong ký túc xá. Chỉ là khổ sở không có cơ hội. Giờ thì ổn. Bạn Tô Tiểu Ngư chủ động đưa đến cửa rồi. Lục Hiểu Đông, sao anh dám công khai hối lộ trung đội trưởng? Tôi không có. Chỉ huy đại đội dựa trên 10 km ban đầu tối nay. 10 km ở Gaver. Là đại đội trưởng. Rất can đảm. Tôi luôn muốn sống với các bạn như những người bình đẳng. Nhưng đổi lại là cố ý nghịch ngợm. Có người giấu thiết bị liên lạc dự phòng. Làm sao đại đội trưởng biết được? Trước đây không phải đều đã tịch thu thiết bị điện tử một lần sao? Sao đại đội trưởng mới này lại nói chúng ta còn có? Chết tiệt, ai đã làm dò gì bí mật? Bắt được tên phản bội này thì không thể tha cho hắn. Tất cả đều có mục tiêu. Anh đẹp trai, chắc là có người tố cáo. Mẹ kiếp, để tôi bắt. Chắc chắn sẽ cắt đứt kẻ phản bội này. Kẻ phản bội. Nếu tôi bắt được, Lão Tử đưa cung cho hắn. Chúc mừng bạn đã tàn nhẫn như vậy sao? Tiểu Ngư, cậu có thể làm được không? Cuộc sống như một vở kịch, tất cả dựa vào diễn xuất. Các anh em, lần này tôi đã giết các anh. Đừng trách tôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi thu nhỏ lại, tôi chắc chắn sẽ bồi thường cho các bạn. Quân đội đã ra lệnh từ lâu rồi, không bao giờ giấu thiết bị điện tử và thông tin liên lạc. Các người thật can đảm, kiêu ngạo như vậy. Bạn có biết hành xấu này có nghĩa là gì không? Nghĩa là sao? Đại đội trưởng, một khi chiến tranh xảy ra, tín hiệu mà các thiết bị này phát ra và tần số điện tử sẽ trực tiếp phơi bày toàn bộ doanh trại, sau đó bị tên lửa của đối phương khóa lại. Tiếp theo là một trận cuồng loạn nổ tung. Ôi Chúa ơi, một cái điện thoại thôi, nghiêm trọng như vậy. Điện thoại tắt máy hẳn là không sao chứ? Một đống công nghệ bận rộn, điện thoại tắt máy là được rồi. Ai nói với các người? Tính năng này của điện thoại làm cho nó cũng có thể bị dò dỉ ở trạng thái chờ. Bởi vì trong trạng thái chờ, điện thoại di động cũng phải được giữ liên lạc với mạng, trao đổi tín hiệu bị hỏng, rất dễ bị theo dõi và theo dõi.
Ngay cả khi bạn tắt điện thoại, có thể không hoàn toàn an toàn. Cho phép các chuyên gia có thiết bị đặc biệt, bạn vẫn có thể mở điện thoại từ xa. Hỗ trợ hàng hóa quốc gia. Hỗ trợ hợp lý cho hàng hóa quốc gia. Tôi cũng vậy. Ha ha. Đại đội trưởng không biết thì vô tội. Bạn không thể trừng phạt chúng tôi. Phải, đại đội trưởng, mấy người trước đây, đại đội trưởng chưa bao giờ nói với chúng tôi về hậu quả nghiêm trọng như vậy. Họ chỉ nói đây là quy định của quân đội. Đúng vậy, đại đội trưởng, muốn trách thì trách mấy người trước đó. Vì sự chân thành của các bạn, ta sẽ cho các người một cơ hội, chủ động giao hết các thiết bị điện tử giấu kín. Sau đó 5 km và 200 chống đầy. Chuyện này cứ như vậy. Nếu để tôi phát hiện, nếu có ai trong số các bạn không nộp, xin lỗi, tối nay không cần ngủ nữa. Ngày mai tiếp tục luyện tập. Còn đứng đó làm gì? Mau quay lại chủ động giao là giám đốc. Chúng ta làm gì đây? Phải, đẹp trai, giao hay không giao? Tôi đề nghị chúng ta tìm ra tên phản bội đó trước. Đúng vậy, vừa vào doanh trại thì báo cáo. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là kẻ phản bội. Hãy cho tôi biết hắn là ai. Gãy đầu hắn. Này, chuyện này đều trách tôi. Chờ gió thổi qua rồi mới xin lỗi họ. Được rồi, ưu tiên hàng đầu là đặt tất cả các thiết bị điện tử trước. Vi phạm quân đội, giao tất cả đồ dùng cá nhân theo quy định nội vụ. À, cứ phải giao đi, đẹp trai. Sau đó tôi không thể liên lạc với gia đình. Được rồi, các anh em. Đại đội trưởng mạnh mẽ và tự tình. Mọi người đều thấy. Vì vậy, tôi đã nghĩ ra một thỏa hiệp. Toàn bộ ký túc xá của chúng tôi chỉ để lại 3 điện thoại di động. Tất cả để tôi giữ thông nhất. Mọi người muốn nói chuyện với gia đình thì đến tìm tôi. Sao rồi? Đối với trò chơi, nên bỏ thì bỏ đi. Đây là doanh trại, không phải nơi để vui chơi. Trong trường hợp đó, vậy thì giao đi. Đại đội trưởng, chiêu này của ông thật sự là cao. Hãy để họ tự giao nộp. Tốt hơn là chúng ta làm cưỡng chế đột kích. Thông minh không hẳn là thông minh lắm đâu. Tôi muốn kiểm tra, những tên khốn này có trung thực không? Vô luật pháp. Các người giỏi lắm. Gần như mỗi người có 2 thiết bị điện tử. Tiểu mập, cậu còn giấu 2 điếu thuốc. Chẳng lẽ khi ra vào công ty tân binh, bạn không giao đồ đạc cá nhân? Báo cáo liên kết, lúc trước giao cho tôi một lần. Những thứ này tôi ra ngoài mua mới. Điện thoại di động và máy tính trái cây mới. Sao cũng phải 20-30 ngàn. Lần đầu tiên cảm thấy mình thật nghèo. Nhóm chó này ngày nhỏ.